ultimate. Double kill. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Petri. Ui chà, có điều nhảy kìa, điều bí kìa. Nhìn đã ghét. Thì trong clip này mình sẽ làm về một vị tướng xạ thủ mà rất là khỏe ở trong combat tổng và giai đoạn cuối trận. Là vị tướng xạ thủ Petri nhá. Trận đấu này thì đối đầu với Slim. Slim thì ở giai đoạn đầu trận cũng là một xạ thủ khá là yếu, nên là cũng không sợ anh em ạ. Giá mặt phải sơn lím đầu trần thì cầm tay gì cũng không hề sợ. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng tay gì cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Thì anh em cùng mình theo dõi. Và nếu anh em cảm thấy clip này hay hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại thì mình tính sáng gọi là cướp con giới, nhưng mà tem địch đông quá, 1, 2, 3 người luôn, nên là mình sẽ đó là di chuyển về nhá, tránh bị grab của tem địch kéo phát là thôi xong thôi toang luôn á. Về phần chiêu thức của vị tướng Terry thì khá là đơn giản, chiêu thức nhật thê nghéo rồi là bắn giá 5 điểm, kiểu 5 viên đạn ấy, đó là gây đó là sát thương vào mục tiêu. Nó giống như kiểu đó là cái chiêu cuối của Việt ra tung ra những cái tiểu củi về anh em ạ. Và cái chiêu 1 này thì anh em sẽ không thể định hướng được nha. Thì đó là chiêu 1 thì giúp đó là Terry zone đám sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì mục tiêu dính thì sẽ bị làm chậm tốc độ di chuyển nữa. Còn chiêu thứ hai của vị tướng Terry là một chiêu rất quan trọng. Thứ nhất là để giúp Terry kích hoạt một phát thì tăng tốc độ di chuyển. Thứ hai nữa là kích hoạt được nội tài. Anh em thấy thì để phía dưới thánh máu của vị tướng Terry thì có 6 điểm nội tài. Thì việc đó là kích hoạt chiêu hái có 4, 5 hoặc là 6 điểm nội tài thì khi anh em nâng gọi là max level thì sẽ có 6 nhá. Nâng được 5 nấc của chiêu hái là anh em sẽ có 6 điểm nội tài thôi. Còn đầu trần thì mới nâng một nấc thì anh em chỉ có 4 điểm thôi. Thì chiêu hái với cái tên đó là xuyên tấm luân, thì xuyên tấm tức là anh em với các đòn đánh nội tài thì giúp đó là Terry bắn xuyên thấu, xuyên tấm mất xuyên thấu. Nên là vì thế trong combat tổng thì Terry sẽ cực kỳ là khỏe. Kiểu nó trúng mục tiêu này rồi lại trúng mục tiêu khác nữa ấy. Đấy, xuyên thấu mà. Còn về chiêu cuối là chiêu có thể bắn khắp bản đồ, liên hoàn luân. Thì với cái chiêu cuối này thì giúp đó là Terry sẽ bắn khắp bản đồ giống như tên thân của Zorn hoặc là đàn thân quáng của Lavi ấy. Nhưng mà nó sẽ có đàn đi và đàn về nhá. Nói chung thì đó là về chiêu thức của vị tướng Terry thôi, cũng khá là đơn giản, không có gì là khó. Quan trọng nhất vị tướng này đó là anh em giữ vị trí và kích hoạt đó là nội tài của chiêu hái để bắn xạ sát thương một cách tốt nhất trong combat tổng thôi. Thế trận hiện tại thì cũng đáng hoa hoãn dành cho hai bên anh em nhé. Với Terry thì khi kích hoạt chiêu hái thì giúp anh em farm cũng rất là nhanh anh em ạ, bởi vì bắn được gọi là gây được sát thương gọi là nhiều mục tiêu luôn á. Chiêu cuối thì anh em dùng để đó là có thể kết liễu mục tiêu từ xa chẳng hạn này. Thứ hai nữa là chiêu cuối thì giúp anh em có thể check được map nhá. Rồi pha này bắn này, đàn đi đàn với, ôi con rồng hất túng vạc đén thế nhá. Pha này tốc biến chơi luôn, xạ thủ tem đi con tỉ máu vẫn chạy được, thôi bắt tàm ông mịt cũng được anh em ạ. Thôi pha này lại chơi luôn này. Ok, pha này đi bắt luôn đó là grac này, grac lên bảng điểm số đấy. Sơ lim con khá là thấp máu. Bạn này mình đang còn bắn sướng nha. 3, 2, 1 chuẩn bị có chiêu hái rồi nè. Ý Slim, ui bấm cái bắn sướng nhưng không kịp anh em ạ, chỉ đổi mạng được với Slim thôi.
Thôi cái bảng xương rơi chất dùng thì xỉu nữa dùng cũng được. Chỉ phát đầu mình dùng được cái bảng xương, bấm được cái bảng xương là mình sống á. Mới dầu sao thì một pha trao đổi cũng là thành công dành cho team bên mình. Với chiêu cuối của vị tướng Terry thì anh em nên nhớ rằng là nó có thể soi máu được, nên là không nhất thiết là anh em sử dụng để gây sát thương mà anh em có thể dùng để check map. Ví dụ trong bụi cỏ, anh em bắn vào bụi cỏ thì trên đó là đường đi, thì nó sẽ đó là làm lộ tầm nhìn của mục tiêu. Thì đó là những điểm anh em cần lưu ý đối với vị tướng Terry thôi. Về bộ chiến thuật thì không có gì khó cả, nhưng cũng đã nói rồi, mấu chốt của vị tướng này là anh em giữ vị trí để được xả sát thương và kích hoạt đó là đòn đánh, những đòn đánh nội tại chiêu hái một cách hợp lý. Ví dụ bây giờ thì mình nâng đó là chiêu hái 4 nấc rồi đúng không, thì mình kích hoạt là có 5 điểm nội tại rồi. Đây pha này thì mình kích hoạt một phát là có 5 điểm nội tại, mình nâng thêm một nấc nữa là kích hoạt một phát thì sẽ có 6 điểm nội tại. Nói chung đối với vị tướng Terry thì anh em nâng gọi là mặc chiêu hái dành cho mình. Tất nhiên thì chiêu cuối là ưu tiên, sau đó thì chiêu hai là anh em nâng mặt dành cho mình nhé. Để đó là kích hoạt được nội tài sẽ tốt hơn ấy. Và giúp đó là Terry cùng gọi là tăng tốc độ di chuyển ok. Và này thì mình sẽ đó là V, đó là cái trụ ở khu vực đường rông bằng đó là cái cổng di chuyển. Ở bản cập nhật này hay này, những điểm thích nữa là có cái cổng di chuyển thì giúp đó là các chất tướng đó là có thể dịch chuyển từ ở khu vực đường ta thân, từ cái cổng dịch chuyển đó qua những đó là đường khác. Nói chung thì cái sự thay đổi đó thì cùng giúp game sẽ tạo được đột biến hơn. Thế trận hiện tại bây giờ thì cũng đáng khá là hòa hoãn thôi. Còn về chất tướng Terry với chất tướng Slim thì hai xạ thủ đều là hai xạ thủ về lết cả. Slim thì trí tánh cũng tốt, và mình thì trong combat tổng cũng tốt, và chúng thì cũng ổn, có cái Slim thì nó sẽ cỡ đầu hơn mình nhá. Trận đấu này thì mình cần lưu ý điều gì? Ná thì mình không sợ đâu. Trận đấu này thứ nhất là cần đó là chú ý về floor mà nó ghim được nó bùa mình thì mình không chạy nổi đâu. Thứ hai nữa là tránh những cú kéo đến từ grab của tem bên bàn, đó là những điểm cần lưu ý khi ở trận đấu này đối đầu với các chất tướng đó. Còn ná thì cũng sợ lắm anh em ạ, ná thì khá là khó bắt té đi á. Ok, pha này một cú kéo cú hút chuẩn đến từ grab, nhưng mà anh em thấy thì ghi đu tem mình vẫn lùi về được, hay quá. Tận dụng cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ cướp luôn đó là con búa sánh của rừng tém bên địch nhá. Sau khi gọi là rừng tém địch thì xuất hiện ở trên khu vực đường ta thân. Xena của tém bên mình thì bảo đánh giày ái đỡ nồi. Chắc có lẽ là tém bên bàn cấn hái ấy, nên là Xena của tém bên mình thì thụt lên vậy, bắt không được nó đâu, đừng có ảo. Khi mà quy len của tém bên mình và Xena của tém bên mình thì bị cấn hái ở khu vực đó là đường ta thân. Về phần trang bị dành cho Terry thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì đôi giày giấu mục 8 tốc đánh. Thứ hai thì kiếm Furnier đánh theo phần trăm máu. Thứ ba thì thành kiếm chỉ mang. Thứ tư thì sóng đao bảo tạp tốc đánh chỉ mang. Thứ năm thì sẽ lên đó là diệt thân cung xuyên giáp. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Build này là build tối ưu nhất dành cho đó là Terry thôi. Trí tánh cũng tốt mà đám gọi là chỉ mang ok. Còn về phần phù hiệu thì vẫn sử dụng tinh lính để giúp gây thêm sát thương. Rồi, ná ở tay bên bàn bay mau. Nói chung ná ở giai đoạn đầu trần có thể mua được thôi. Cuối trần khó lắm anh em ạ. Cuối trần giá gặp tính bên mình phạt là dễ bay mau luôn á. Mình hiện tại bây giờ vẫn chưa mất cái bắn sướng nên là mình khá là tự tin. Rồi, Grak kéo nhưng mà trật rồi. Grak ở bản cập nhật mới nhất này thì cũng bị giảm sức mạnh nữa.
trận đấu này thì mình hỗ trợ cũng nhiều anh em ạ, 8 điểm hỗ trợ luôn, chỉ ăn được 3 màn. Rồi bây giờ lại có giao tranh, một cú hụt chuẩn đến từ Grac và Tiễn ghi đủ tay mình lên bảng điểm số rồi. Hỗ trợ hơi nhiều một tí bởi vì chất tưởng Terry thực tế thì ở giai đoạn đầu trận thì lượng đám cũng chưa phải là nhiều ấy. Và sự càng giai đoạn V6 có đô chỉ mang, có đô xuyên giáp rồi bắn mấy đà kia. Rồi pha này đi, ui không cướp được, đó là con búa đỏ anh em ạ, mình đang được xả là thương. Rồi chơi luôn này, quất luôn này, đang còn tốc biến này, tốc biến đuổi theo luôn này, sử dụng đó là chiêu cuối này, đó là liên hoàn luôn. Và Tiễn đó là vị trí của hai người đang định lên bảng điểm số. Chơi luôn này, chơi luôn này, quất luôn này. Mình đang còn băng xương mà anh em thấy thì khá là hổ báo. Đang còn băng xương nó không sợ anh em ạ. Phát đầu mất Slim lao ra là mình áo nháy Slim luôn á. Rất tiếc là Grac cũng chỉ còn một tí máu vẫn chạy được. Về phần bảng ngọc thì anh em sử dụng cho mình bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ thì anh em lên cho mình, tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang. Ngọc tím thì anh em lên cho mình, 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu. Và ngọc sánh cống vật lý và xuyên giáp nhá. Đó là trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị tướng Terry và lối chơi của vị tướng Terry, cách chơi của vị tướng Terry. Một vị tướng thời điểm hiện tại leo rank vẫn khá là ổn. Sau những chất tướng như kiểu Violet hoặc là Slim hoặc là hai giáp tế éo xú chẳng hạn thì Terry cũng là một lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại để anh em có thể leo rank. Tất nhiên vị tướng này thì anh em cần giữ vị trí tốt nha. Bởi vì dầu sao thì Terry máu giấy và kèm cơ động, không có chiêu thức để có thể gọi là bỏ chạy quá là nhanh giống như cái tốc biến, nên là anh em cần cẩn trọng dành cho mình. Bây giờ thì mình cũng đã có 4 món đồ chính rồi, cái lượng sát thương của mình bây giờ cũng rất là lớn. Tầm này mà bắn là cũng phát nào là dành phát đó á. Đây ná này, ná bây giờ thì để bắt mình được mà mình đã còn băng sướng nữa thì không thể rồi. Ngã mùa khá là nhanh em rồi, pha này chơi luôn này, quất luôn này, một em lên bảng điểm số này, bật băng xương lên ao nháy này, hai em lên bảng điểm số này, ui tiếc tê nhá. Pha này mà lại ui có người hỗ trợ mình một tí thôi, chịu đám một tí thôi là có khi mình cấn được hết đấy. Zena có thấy mình bảo chịu và đó thì quy lên tay mình tưởng lại vẹt nhưng mà cuối cùng thì không thể vẹt nổi, tiếc thế, chỉ ăn được màng của ná và màng của Liana tay miến bàn thôi. Bắt đầu mà có đó là có người chồng chiêu một tí cho mình xả thật thướng rồi thì phải gọi là tuyệt vời luôn. Tưởng là cấn bốn được, ai dè là chỉ ăn được hai người thôi. Thực tế thì bây giờ Slim của tay miến bàn thì cũng sánh nhất đội hình của tay miến bàn rồi. Trận đấu này thì mình cũng sánh nhất đội hình của tay miến mình. Nói chung hai vị tướng đám chủ lực ở giai đoạn V6 thì vẫn đó là đáng xanh sao nhất. Trận đấu này thì tém bên mình có cúi lén, nếu mà cúi lén vẹt được bắt được Slim là ngón này, là dễ đánh hơn rất là nhiều. Còn Slim cuối trận thì nó cũng giống như Terry ấy, trong combat tổng rất là khỏe, bằng như cú gọi là bắn xuyên thấu. Sau hai phát bắn thương thì phát bắn thứ ba thì Slim có khả năng bắn xuyên thấu ấy, nên là trong combat tổng rất là khỏe. Cũng giống như chiêu hai của Terry kích hoạt các đòn đánh nội tại thì xuyên thấu nữa. Đấy, cứ xuyên thấu là trúng nhiều mục tiêu, trúng nhiều mục tiêu là combat tổng sẽ khỏe thôi. Nhưng vì tưởng bắn đơn mục tiêu thì sẽ không khỏe bằng. Bây giờ thì tem bên mình sẽ ăn con ta thân xê ra này để công thủ dễ dàng hơn nhá. Ok, thì anh em thấy thì mình có thể bắn đó là cái chiêu cuối để check map và biết đó là tem địch đang ở đâu. Bây giờ về thị trần thì thì bên mình đang lợi thế hơn đó là khí cỏ, đó là con rồng tiến phong. Bây giờ combat là combat được này. Mình có giáp hồ mạnh rồi nhá, tầm khoảng 500 vàng nữa, 400 vàng gì nữa là lấy được đó là cây liêm đợt mạnh nữa thì ngon. Vì đu tay mình thì bị kéo nhưng mà không sao cả, vẫn rút lui ra được. Dương tay mình thì đang bị náo của tay miến bàn đuổi. Ok, cướp tam đó là con búa đỏ của rừng tay miến địch này. Grac bây giờ bị giảm sức mạnh của Ada rồi anh em ạ.
Thứ nhất là bị giảm tâm của chiêu hái khi kéo này, giảm cả là nhiều thứ nữa. Hiện tại bây giờ thì ta thân dây giáp của thủ 15 đã xuất hiện. Tầm này thì rất quan trọng nha, tầm này thì đừng có ai để bị bắt lẻ cả. Bởi vì nếu mà mất con ta thân xây giá này phải thì tỷ lệ thua rất là cao. Hai bên mà đang ngang cơ nhau, vẫn về chất tưởng ngang cơ nhau ấy, mà chỉ cần mất con ta thân xây giá phạt là con bắt tổng chắc chắn sẽ thua anh em nhé. Con ta thân xây giá này nên nó cực kỳ là khỏe luôn. Mình sẽ đã đứng phía sau này anh em ạ. Nếu mà khi anh em ăn nha là anh em đứng phía sau này này. Những anh em nào chơi liên quân thì chú ý, mới chơi hoặc là tập chơi hoặc là chưa biết cách di chuyển ấy, đứng sau này là sao? Nó tém đi không ai có thể bắt được mình cả. Còn mình đứng lệch phạt hoặc là đứng là cáo phạt là tém đi dễ bắt. Anh em thấy thì ok này, ăn con ta thân xê giá này, lên quẩy luôn này, quật luôn này. Một người lên bảng điểm số tốc biển luôn này, hai người lên bảng điểm số này. Ui đang còn cúng ta mà, hết cúng đi cùng lên bảng điểm số nha bạn. Tâm này thì té đi cấn hết rồi. Có giáp hồ mình, có liêm đoạt mình, có cúng ta mà. Quá là nhiều đồ chơi rồi. Cuối trần thì Terry cực kỳ là khỏe và anh em thấy con bắt tổng cực khỏe luôn. Bây giờ lấy luôn đó là cây trù này này. Bắn luôn đó là chiêu cuối này, lấy xong trù rồi vào quất luôn này. Tớ lo đâu, lo Tino đâu. Mình đang còn giả phù mình ở này, lo Tino mất hơn nữa. Ui, anh em thấy đám to chưa? Lo Tino lên bảng điểm số này, bắt luôn đó là Grak này, lên bảng điểm số này. Và trận đầu thì chắc chắn sẽ đó là kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và lao ranh thành công.